thành phố quen rồi, lên đây chán đúng không? Ở trên thành phố có nhiều khu vui chơi với nhiều khu ăn uống, dù quá suốt ngày quanh quẩn trong xóm chán à. Vậy mai tao dẫn mày đi câu cá, đảm bảo vui. Nhỏ đó hả? Ừ. Ờ, bà La Sát đó. Bà La Sát? Tên gì kỳ á? Nó là con Mai. Con ông bà Tư á, nó giữ như bà Trần á, nên là mấy đứa trong xóm hay nói nó vậy mà. Nó chán quá vậy. Đi chơi với tao không? Đi đâu à? Đi câu cá. Đi. Ok, đi. 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 Ủa? Sao anh cứ thập thà thập thò vậy? Ngu quá. Có ai đi câu cá trộm mà ngồi như ngang câu bao giờ chưa? Câu cá trộm? Sao mình không ra sông mà câu? Sông ít cá lắm. Ở đây ông tôi có nuôi cá, tha hồ mà bắt. Lỡ bị bắt thì chạy. Nè! Ai dám bắt cá đó? Chết! Ôi, chết rồi! Chạy! Chạy!